Sau một thời gian giao quân giải tỏa vi phạm hành lang giao thông theo kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh thì đến nay trên địa bàn huyện Văn Giang, tình trạng lấn chiếm hành lang đường lại tiếp tục tái diễn. Tuy hiện không còn những vi phạm lớn như cơi nới, mái che, mái vẩy, nhưng tình trạng chiếm dụng vỉa hè, thậm chí lòng lề đường để bày hàng hóa thì vẫn tái diễn. Điển hình như điểm chợ xã Nghĩa Trụ, điểm chợ cốc cầu chùa, xã Cửu Cao, và trung tâm thị trấn Văn Giang. Một số điểm thường xuyên gây ủn tắc giao thông như đoạn đường đầu cầu mới ra Vĩnh Khúc, điểm cầu chùa. Điều đáng nói là tình trạng này đã tái diễn sau khi các địa phương ra quân giải tỏa một thời gian ngắn. Rất mong chính quyền các địa phương có biện pháp xử lý kiên quyết đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn. Hiện nay tại tuyến đường gom chạy song song với tuyến đường sát đoạn qua khu phố mới thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm lại xảy ra tình trạng một số hộ dân chiếm dụng hành lang giao thông để dựng lều quán bán hàng. Qua ghi nhận tại đoạn đường trên, có 5 trường hợp vi phạm. Điều đáng nói, các trường hợp vi phạm đều mới xảy ra trong khi các địa phương trong huyện đang nỗ lực thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tình trạng trên đã gây ảnh hưởng lớn đến trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường sắt. Được biết, mặc dù Ủy ban Nhân dân thị trấn Như Quỳnh đã có thông báo yêu cầu các hộ vi phạm tự giác tháo rỡ, nhưng việc tháo rỡ vẫn chưa được thực hiện. Ngoài ra tại khu vực trên còn xảy ra tình trạng các hộ kinh doanh dịch vụ dựng biển quảng cáo trái phép trên đất hành lang giao thông gây mất mỹ quan đô thị. Trước tình trạng trên, đề nghị Ủy ban nhân dân thị trấn Như Quỳnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và có giải pháp ngăn chặn tái lân chiếm.